Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sync Acoustic nha. Hôm nay em xin giới thiệu mọi người những cái guitar điện nội địa Nhật. Đầu tiên á mọi người là một cái Epiphone, dòng này là dòng special. Đây là một cái đàn dáng Les Paul. Đàn dáng Les Paul là một cái dáng rất là đặc trưng và rất là đẹp. Đây là một cái dáng đàn mà được tất cả những người, từ những người trẻ tuổi cho đến những người lớn tuổi đều yêu thích cái dáng đàn này. Cơ bản vì nó rất đẹp mọi người ha. Nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là cổ điển. Tại sao gọi nó là dáng Les Paul mọi người? Thì ngày xưa khi mà hãng đàn Gibson á, họ kết hợp với một cái người nghệ sĩ tên là Les Paul để phát triển ra một cái dòng guitar điện, phát triển ra một cái hình hài, một cái kiểu như thế này. Người ta gọi và hãng lấy tên của cái người nghệ sĩ guitar đó đặt tên cho cái dáng đàn này, được gọi là dáng Les Paul nè mọi người. Thì cái dáng này nó có gì đặc trưng mọi người? Dáng này nó đặc trưng của nó là nó xài hai cái pickup hum. Hai cái pickup hum nó sẽ cho mọi người ra cái tiếng của nó dày dặn hơn, nó trầm ẩm hơn và nó ăn gen hơn ha. Và từ đó những cái đàn mà nó mang cái concept như thế này, cái hình dáng như thế này, người ta đều gọi nó là dáng Les Paul, là được phát triển bởi người nghệ sĩ tên là Les Paul của hãng Gibson. Thì Epiphone, mọi người, Epiphone nó là một cái thương hiệu con của hãng Gibson. Nó giống như là Squire là một cái thương hiệu con của hãng Fender. Thì những cái thương hiệu chính đó, họ luôn phân khúc, họ nằm ở cái mức mà tầm trung cao. Có nghĩa là những cái đàn của họ phải bắt đầu từ ngàn đô trở lên mọi người. Và họ ra những cái dòng sản phẩm, những cái dòng thương hiệu này để mà nhắm đến cái khách hàng trẻ tuổi hơn, có cái lượng kinh tế ít hơn. Thì những cái này nó vẫn mang một cái chất lượng rất là tương đối. Tất nhiên là không thể so sánh với những cái đàn ngàn đô của những cái hãng lớn, nhưng mà nó vẫn mang được những cái ADN, những cái mã gen của hãng, và nó cho ra cái chất lượng tốt nhất. Đây là cái dòng gọi là dòng special mọi người ha. Dòng special, dòng special có thể nói là dòng gần như là chưa đến thấp nhất, nhưng mà cũng gần như là thấp của Epiphone. Dưới nữa thì mình có dòng Junio mọi người. Junio là dòng cho những đứa trẻ em nó mới lên á. Rồi đến dòng Special. Trên dòng Special này nó sẽ có dòng Studio. Studio nữa, rồi nó sẽ lên đến, hình như là nó sẽ lên tới cái dòng dòng Standard mọi người. Dòng Standard là một trong những cái dòng mà chuẩn chỉ nhất. Mình nghe cái tên đó thì mình thấy chữ Standard nó mới là tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà đó là cái dòng hầu như gọi là chuẩn chỉ nhất của những cái cây đàn. Rồi, thì dòng Special này nó được lợi thế gì? Đầu tiên là lợi thế về cái giá, thứ hai nữa là về mặt hãng mọi người. Hãng thì Epiphone nó là một hãng của Mỹ. Cái đàn này thì được gia công ở Indo, nhưng mà chất lượng thì vẫn là chất lượng của một cây đàn Mỹ. Mọi người cứ an tâm và sử dụng ha. Và hàng này là hàng được xuất trực tiếp sang thị trường Nhật. Đây, Epiphone Special. Dòng của này nó có là Special 2 nha mọi người. Bản cần của nó là 42, có ti chỉnh cần, phía đầu cần. Phím của cây đàn cũng còn hơi màu một chút xíu, nhưng mà vẫn đẹp, không chạm, không rè. Bộ khóa là khóa zin, cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Màu sơn của cây này thì cũng có trầy tróc một xíu. Đây, ví dụ như ở đây nó có tróc sơn chút xíu, nhưng mà mọi người thông cảm giúp em nha. Giá cây đàn này nó đã rẻ đi rất nhiều mọi người. Nếu mà một cây Special như thế này mà không bị trầy tróc thì nó giá tầm khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi, tùy theo số đẹp. Nhưng mà cây này em bán chỉ có 2 triệu rưỡi thôi là giá đã mềm hơn rất nhiều rồi. Chất lượng của cây đàn thì rất tốt, về mặt action, về mặt pickup, tất cả mọi thứ đều ngon. Em mời mọi người nghe thử những cây đàn này. Những cây đàn này phục vụ tốt cho cái nhu cầu của những cái người bắt đầu luyện tập guitar nè. Những người thích một cây dáng Les Paul nhưng mà nó có thương hiệu đàng hoàng chỉnh chu. Những người có thể chơi giải trí trong gia đình và thậm chí là có thể đi show được khỏe luôn mọi người ha. Đàn rất là chuẩn. Mời mọi người nghe thử chất âm của cây này nha. Thank you.
Aria Pro 2 dòng Diamond Series. Cây này là một cây pickup SSH và là nhúng hai chiều. Thì đây là một cái đàn nhúng hai chiều của hãng Aria Pro 2 dòng Diamond Series. Nói về cái đàn nhúng hai chiều thì em luôn nói với mọi người là đây là một cái đàn dành cho những anh em đã từng chơi guitar điện và muốn chơi nâng cao, thì mọi người hẳn dùng một cây guitar điện nhúng hai chiều. Còn những anh em nào mà mọi người mới bắt đầu học guitar điện, mới từ guitar thùng chuyển cái guitar điện, thì mọi người nên xài những cây Les Paul hoặc là những cây strap với kiểu nhúng một chiều, hoặc là những cây super strap. Đừng nên xài những cây nhúng hai chiều. Tại vì sao? Vì những cây này có kỹ thuật thay dây và lên dây khá là phức tạp. Mọi người nên lên ở trên YouTube để mà mọi người học hỏi về cái cách thay dây, cái cách lên dây của một cây đàn guitar điện nhúng hai chiều này, để mọi người có thể hiểu rõ hơn và biết là tại sao em khuyên những người mới không nên làm quen với cây đàn này. Vừa rồi ấy mọi người, thì có một vị khách của em, ảnh có chụp một cái tấm hình clip mà của em, họ muốn lên một cái group guitar điện ở trên Facebook á, họ tìm cây nhúng hai chiều. Thì có rất nhiều anh chị vào nói là một cái cây nhúng hai chiều mà rẻ tiền như thế này thì chơi không được đâu. Thì em cũng muốn đính chính với mọi người một cái vấn đề như thế này. Đầu tiên là vấn đề về rẻ tiền. Đây là một cái đàn gọi là second hand mọi người. Thì cái việc đầu tiên của second hand là nó phải rẻ tiền để nó hợp với túi tiền. Thứ hai nữa là mọi người có thể lên search những cái dòng này ở trên eBay hoặc là Reverb để mọi người biết được là cái cây đàn này cái giá cũ thế giới bán bao nhiêu. Đảm bảo là cao, và cao hơn cái giá 2 triệu rưỡi em bán rất nhiều. Một phần nữa, Aria Pro hoặc là Ibanez hoặc là Yamaha, họ làm những cây nhúng hai chiều ra, chắc chắn sản phẩm đó phải dùng được họ mới làm ra. Mọi người suy nghĩ đi, một hãng lớn thì họ không thể nào đem cái danh tiếng, đem cái tên tuổi và cái sự nghiệp của họ để mà họ hủy hoại trên một cây đàn. Có rất nhiều anh em nói ở cây đàn này mua về chơi không được đâu, đàn mà nhúng hai chiều phải mua từ 8 triệu, 10 triệu. Em không nghĩ vấn đề đó như vậy mọi người. Tại vì như thế này, nếu mà mọi người mua của một cái thương hiệu nào mà nó bình thường hoặc nó không nổi tiếng thì vấn đề đó có thể xảy ra. Còn những thương hiệu mà được xác nhận như là Fernandez nè, Aria Pro 2 nè, hoặc là Ibanez, hoặc là Yamaha, thì mọi người hoàn toàn có thể an tâm, vì những hãng đó họ là những hãng mà có thâm niên lâu đời trong việc làm đàn. Họ có một cái nguồn nhân sự và họ có một cái sự nghiên cứu về sản phẩm rất là tốt.
Không thể nào mà họ làm ra một sản phẩm mà nói là người không dùng được mọi người. Mọi người tưởng tượng đi, có ba ai mà đi bán cái sản phẩm mà người ta dùng không được không? Mà nó đâu phải là cái sản phẩm mới đâu mọi người. Đây là những sản phẩm đã qua sử dụng, có nghĩa là trước mọi người là đã có những người đã sử dụng qua rồi. Thì những cái sản phẩm này họ phải sử dụng tốt thì họ mới sử dụng đến bây giờ. Và điển hình ấy, như là những bạn nhân viên của em, những người thành viên trong ban nhạc, họ vẫn xài những cây nhúng 2 chiều này với giá tầm 2 triệu rưỡi, 3 triệu, và tụi em vẫn xài tốt, đi show tốt, ngon lành. Thì cái việc mà nói một cây đàn nhúng 2 chiều mà giá rẻ không sử dụng được, với em nó không thuyết phục nha mọi người. Như những cái lý do em nói ở trên thì mọi người sẽ hiểu ha. Rồi, thì cây đàn này có cái đầu cần khá là đẹp mọi người. Có locking ở đầu cần, có ti chỉnh cần, bản cần là 42. Phím thép và phím gỗ còn đẹp, pickup của nó là SSH. Bộ khóa của nó là khóa 2 chiều. Cây đàn của nó là một cây đàn màu đen, tuy nhiên cũng có trầy tróc chút xíu. Những anh em nào mà mua những cái cây nhúng 2 chiều này nè, mà màu đen như thế này, em sẽ tút là những cái chỗ này cho mọi người ha. Rồi, ở đây là mọi người, nó có chữ Aria Pro 2. Nó có cả số series. Cần đàn là thẳng đẹp ha, không gãy, không làm lại. Ở phía sau này bộ khóa của nó là khóa của Aria Pro 2. Ở đây nè mọi người, nó có hai cái chỗ là để họ dắt hai cái cây lục giác. Hai cây lục giác này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ locking những cái này, hoặc là họ sẽ chỉnh được những cái action ở trên đây. Hai cây lục giác thì về đến đây nó mất rồi mọi người. Mọi người có thể mua để bổ sung vào. Giá em bán cho cây này là 2 triệu rưỡi. Một cây đàn đẹp, đàng hoàng, chỉnh chu và chất âm tốt. Em mời mọi người nghe thử chất âm của những cây đàn này nha. Thank you.
Tiếp theo cây số 2 nó cũng là một cây Epiphone Les Paul. Dòng này cũng là dòng Special 2 nè mọi người. Nhưng mà cái tên của nó hơi khác chút xíu. Nó là một cái dòng Vintage Edition. Có nghĩa là cái kiểu thiết kế nó cổ điển. Nó có cái kiểu màu sơn nhìn nó cổ điển hơn cái loại hồi nãy. À, nó vẫn là Special nha mọi người. Nó vẫn là dòng Special. Thì cây này em bán với giá 3 triệu là vì cây đàn nó mới hơn cây đàn số 1 hồi nãy. Thì tùy vào cái con mắt thẩm mỹ của mọi người. Hai dòng này thì chất âm tương tự như nhau, beat cup tương tự như nhau. Nó chỉ khác cái là khác một cái thiết kế ở bên ngoài. Dòng này thì nó là dòng Vintage Edition. Giá mới của dòng này nó mắc hơn cái dòng dòng kia tầm khoảng chừng 500-700 ngàn gì đó ha. Thì cây này em bán với giá 3 triệu. Cái đàn cũng còn rất mới mọi người. Đây, Epiphone dòng Les Paul Model ha. Nó là dòng Vintage Edition. Rồi, có ti chỉnh cần, đầu cần là bản cần là 42, phím thép và phím gỗ. Cây này không mòn luôn nha. Đây, rồi có số series đầu cần, bộ khóa là khóa zin, cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Màu sơn cây đàn còn khá đẹp mọi người ha. Những cái đàn này nó được thiết kế theo kiểu satin đó mọi người, có nghĩa là sơn mờ. Nhìn cái đàn của nó sẽ mới hơn, sẽ sạch sẽ hơn và nó ít trầy trụa hơn. Giá em bán cho cây này là 3 triệu, em mời mọi người nghe thử chất âm của cây này. Thank you.
cây nữa là của Squire mọi người. Thì Squire nó giống như Epiphone là con của Gibson, thì Squire nó là con của Fender. Cũng là một dòng mà họ định dạng nó là phân khúc tầm thấp. Cây đàn này nó là Strat, một cây Strat thuần túy với 3 pickup single. Cái chất âm của nó sẽ cho ra cái tiếng của nó sáng hơn, xốp hơn. Nó mang một cái hơi hướng của Fender trong đó, có nghĩa là cái trep của nó tuy là sáng nhưng mà cái tiếng của nó là xốp chứ nó không xé nha mọi người. Có những cái đàn cái tiếng trep của nó sáng nhưng mà cái tiếng của nó nghe the thé, nghe rất là xé. Còn cái dòng mà Squire này nó hơi like Fender xíu, là có nghĩa là tiếng trep của nó nghe xốp và rất là dễ chịu. Phù hợp để những anh em nào mà là những người chơi pop nè, chơi bolero, nhạc trữ tình nè, phù hợp cho những cái người mà mới bắt đầu tập guitar nè, hoặc là mọi người có thể chơi rock nhẹ nhẹ trên những cây này được. Có nghĩa là không phải là rock nặng quá thì cây này vẫn đáp ứng được, chơi blue đồ ngon lành ha. Những cây này rất hợp để chơi pop và blue nha mọi người, chơi rất là hay. Rồi đây Squire Strat ha, cây đàn này còn khá mới, có ti chỉnh cần, đầu cần, bản cần là 42, phím thép và phím gỗ, cây đàn không bị mòn. Ở phía sau bộ khóa là khóa zin, có số seri đồ đầy đủ, cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Màu sơn màu đen còn rất là đẹp. Những cây này nè, mọi người mua mới tại Việt Nam mình với giá phải từ 5,5 triệu. Cây đàn này thì hầu như nó nửa giá rồi mọi người. Mà được một cái vẻ bề ngoài rất là mới, pickup là zin hết luôn nha. Đáng mua đó mọi người. Một cái đàn chỉnh chu để mọi người có thể bắt đầu, mọi người có thể chơi lâu dài, hoặc là mọi người có thể để dành đi show được luôn. Những cái này đi show rất tốt. Cây dáng Les Paul nữa mọi người, mà cây này là của hãng Benny. Benny là một hãng nội địa Nhật,
với chất lượng gia công rất tốt. Đây là dạng Les Paul. À, cũng là giống như hai cây Les Paul hồi nãy thôi, vẫn là pickup thần tí, là một cặp pickup hum. Nhưng mà đây là hãng khác nè mọi người. Thì chất âm của Benny nó vẫn rất là thuyết phục và chất lượng cây đàn nó vẫn rất tốt nha. À, có một số anh chị á, hỏi em á, là anh mua cái đàn về nhưng mà sao cặp pickup của nó nhúc nhích như thế này, lại vậy là liệu nó có hư hay không? Thì không phải hư nha mọi người. Tại vì cái pickup zin của một cây đàn lúc nào nó cũng phải có cái độ dao động nhẹ như thế này. Không phải là nó hư hay là bị lúc lắc gì đâu. Mọi người đừng hiểu lầm. Tại vì sao nó như vậy mọi người? Thì cái pickup á, mọi người có thể điều khiển là nó có thể sâu xuống hoặc là nó có thể trồi lên được. Thì cái việc mà mọi người muốn điều khiển là mọi người sẽ điều khiển hai con ốc nhỏ hai bên này. Đây, hai con ốc nhỏ hai bên. Ở trên đây nó cũng có hai con ốc nhỏ hai bên. Khi mà mọi người vặn vào thì cái pickup nó trồi lên, và khi mọi người vặn ra thì cái pickup nó thụt xuống. Cái việc mà điều khiển cái pickup lên xuống nó nhằm để phù hợp với cái tai của người đánh hơn. Nó nhằm để phù hợp với cái gen, cái mức độ mà mong muốn giữa cái chuyện mà tiếp âm. Pickup là cái bộ phận tiếp âm mà mọi người. Nếu mà nó trồi lên cao quá thì cái tiếng nó lớn, mà nếu nó xa quá thì cái tiếng nó nhỏ. Thì cái việc đưa lên đưa xuống làm sao để nó phù hợp với cái chất âm mà người ta mong muốn, nó phù hợp với cái tai người ta đánh. Nhiều khi trồi lên cao quá quýnh nó đụng khó, rất khó đánh. Thì cái chuyện mà nó trồi lên bao nhiêu, mà nó cách dây như thế nào thì nó có công thức của nó hết. Nếu mà mọi người chơi đủ lâu thì mọi người có thể điều chỉnh làm sao để cho nó phù hợp. Tại vì có nhiều anh chị thấy là dặn lên nó lớn khoái, dặn lên cao nhồng như thế này luôn, quýnh nó đụng tùm lum rất là khó đánh ha mọi người. Chứ không phải là cứ dặn lên là tiếng nó lớn là hay đâu. Nó có cái công thức của nó có cái cách, và nó tùy vào tai mỗi người chơi mà nó có một cái độ mạnh nhẹ khác nhau, làm sao để nó không đụng vào cái pickup và để cho mình đánh những cái câu cú nó nhanh nhất. Thì đó là cái tác dụng của cái việc mà cái pickup nó đưa lên đưa xuống. Và cái việc mà để mà đưa lên đưa xuống được thì nó phải có một cái độ rơ nhất định để mà nó đưa lên đưa xuống được. Còn khít quá thì nó kẹt, nó không đưa lên đưa xuống được ha. Rồi, Benny đầu cần có lõi thép nè mọi người ha. Có tùy chỉnh cần, đầu cần, bản cần là 42. Có rất nhiều anh chị hỏi em là cái guitar điện thì có bản cần nào 48 hay 50 không? Dạ không mọi người. Guitar điện là bản cần 42. Nó giống như một cây dây sắt. Có anh chị nói là tai tôi to quá, tôi không đánh được. Nhưng mà em nghĩ phần đó là do cái thói quen của mình. Mình quen chơi một cây cần to, mình xuống một cây cần nhỏ, mình có cảm giác nó khó đánh. Mình phải có thời gian để mà mình tập lại, để biến những cái thói quen đó nó phù hợp với cây đàn. Nói về tai to thì tai nó là xương mọi người, và nó ảnh hưởng trực tiếp từ cái chuyện mà chiều cao của mỗi con người. Thì bọn tay nó cao hơn mình rất nhiều. Bọn tay nó cao tầm 8, 9, 2 mét nó vẫn đánh được cái cây đó. Thì người Việt Nam mình không thể nào tai to hơn người ta được. Thành ra mọi người cứ an tâm, cái chuyện mà quen bấm chạm hay không là do cái quá trình mình làm quen với cây đàn thôi. Mình phải có thời gian, chứ không phải là cầm vô là quýnh được liền. Phải có thời gian để làm quen với nó. Phím thép và phím gỗ cây đàn. Phím thép nó có mòn một xíu nhưng mà nó không chạm, không rè nha mọi người. Bộ khóa thì còn rất là mới, cần thì thẳng đẹp. Cây này thì nó có màu bạc, nhìn rất là đẹp. Màu sơn cũng còn tinh tươm lắm mọi người. Giá em bán 2,3 triệu, một cái giá rất là mềm. Mọi người có thể nghe thử chất âm này. Đàn đảm bảo rất tốt nha, biết cúp chuẩn chỉ đàng hoàng hết. Thank you.
Tiếp theo là một cây Strat. Cây này là Strat của Legend. Đây là một cây Strat mà rất phù hợp với những bạn sinh viên hoặc là các chú bắt đầu chơi guitar điện làm quen nhà nè. Thứ nhất nó là nhúng một chiều mọi người. Thứ hai nữa nó là cái pickup single. Cái pickup single này như em nói ban đầu là nó sẽ cho ra chất âm sáng đẹp. Nó rất là phù hợp với dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc pop. Thành ra khi mà mọi người làm quen á, mọi người rất dễ sử dụng những cây này. Và một phần nữa mọi người là cái giá của nó rất là mềm. Mềm không đồng nghĩa với cái chuyện là chất lượng của nó tệ đâu nha mọi người. Nếu một cây này mọi người mua một cây đàn Trung Quốc mới bán tại Việt Nam phải tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi, nó mới có được cái chất lượng như thế này. Chất lượng về cái độ nặng của gỗ. Nhưng cái cây mới sau này á mọi người, gỗ của nó sẽ xốp và mềm hơn rất nhiều. Nó không có được cái độ nặng và đầm tay như những cây này. Về cần cũng vậy, những cây này nó hoàn toàn là chỉnh chu, rất là ngon lành để mọi người luyện tập luôn. Thay vì mọi người mua một cái cây mới nó tầm khoảng chừng 3 triệu, 3 triệu hơn, thì mọi người mua một cây này với giá 1.9 triệu, nó đã có chất lượng rất là tốt, từ mộc, từ bích cúp, từ cần để mọi người luyện tập hoặc là chơi giải trí ở nhà. Cái thời điểm mà thiếu thốn á mọi người, tụi em vẫn sử dụng những cái cây này để mà đi show bình thường. Nhưng mà sau này vì kinh tế đi lên thì tụi em có những cây đàn tốt hơn. Nhưng mà thời gian đầu á thì những cây này nó là chân ái. Tại vì sao ta, nói làm sao, nó vừa rẻ mà nó vừa tốt. Đúng không? Tốt so với cái tầm tiền mọi người bỏ ra. Rồi, thì đầu cần của nó là Legend nè mọi người. Có tùy chỉnh cần đầu cần. Bản cần là 42, phím thép và phím gỗ không mòn. Bộ khóa là khóa zin, cần là thẳng đẹp. Cây này cái độ nặng của gỗ rất tốt nha mọi người. Nó cầm nó rất là đầm tay. Màu của nó thì màu đỏ. Màu đỏ đẹp quá. Đàn rất là mới mọi người, từ bích cúp ốc ác đâu nè. Giá bán là 1.9 triệu, đàn đẹp. Mời mọi người nghe thử những cái sound này, những cái tiếng clean này nghe hấp dẫn cực kỳ. Thank you.
Tiếp theo mọi người, thì đây là một cây Les Paul, cây này là Playtech. Thì sẵn có cái clip bán hàng thì em cũng chèn luôn những cái tư vấn cho mọi người ha. Thì có rất nhiều anh em mà từ guitar thùng á mọi người, mà mọi người chuyển lên guitar điện á, thì khi anh em lần đầu tiên mà cầm lên cái guitar điện á, mọi người nói em là dây quýnh nó bị rè. Thật ra là nó không phải bị rè mọi người, tại vì vấn đề nó như thế này. Vì khi mà mọi người đánh một cái guitar thùng á, cái việc mà để tạo ra âm thanh đó, đó chính là cái việc mọi người tác động vào dây đàn. Dây đàn nó cộng hưởng với thùng đàn để phát ra cái âm thanh mộc. Thành ra khi mà mình tác động mạnh thì âm thanh lớn, khi mình quen mình tác động nhỏ thì âm thanh nó, mình tác động nhẹ thì âm thanh nó nhỏ. Cái, nó làm cái việc đó, thành ra những anh em mà khi mà chơi đàn thùng á, tai mọi người vô tình đánh rất mạnh mọi người. Tại vì đánh mạnh để cái tiếng nó kêu mà, mình đánh nhẹ cái tiếng nó không kêu lớn. Thì khi mà mọi người từ guitar thùng á, mọi người chuyển qua guitar điện á, cái dây của guitar điện nó nhỏ hơn, nó bấm nó nhẹ hơn và cái độ căng của nó không bằng dây guitar thùng. Nên khi mọi người đánh theo kiểu guitar thùng á, lúc nào á, nó cũng hơi chạm nhẹ nhẹ. Thì đó là lý do là tại vì mình quýnh mạnh quá mọi người. Thì khi ở trong cái clip của em demo á, anh chị để ý kỹ là cái bạn demo đánh cái tai rất là gọn và quýnh rất là nhẹ tai mọi người. Tại vì sao? Vì nó phụ thuộc vào cái bộ khuếch đại ở đây nè, cái bit cup ở đây và cái phơ đàn của mình. Mình cộng hưởng cái tiếng cho nó nhẹ lại, thành ra khi mà những người quýnh guitar điện họ đánh cái tai rất nhẹ. Tại vì nếu mà đánh mạnh quá nhiều khi nó lem nhem qua những cái dây khác, nó tạo nên những cái tiếng nó không mong muốn mọi người. Và đó cũng là cái điều mà những cái người mà từ guitar thùng chuyển qua, mọi người bị một cái rào cản rất lớn. Ở nước ngoài á, nó khác ở Việt Nam mình. Ở nước ngoài á, là khi mà anh thích guitar điện á, anh vào học thẳng guitar điện luôn. Còn ở Việt Nam mình á mọi người, thì đa phần á, là mọi người theo cái lẽ thường tình ngày xưa tới giờ á, mọi người khuyên á, là phải chơi được guitar thùng rồi hẳn chơi guitar điện. Nhưng mà sai mọi người. Vào mà làm quen guitar thùng rồi á, qua guitar điện á, mọi người bị cái mạnh bạo của guitar thùng á, nó làm cho mọi người phải tập lại rất nhiều. Mà nhất là những anh chị chơi nhà không bao giờ chơi trên amply á, mọi người sẽ bị một cái là bấm cái tay khi mà buông cái dây đàn nghe cái tàn tàn. Đó là cái cấm kỵ mọi người. Tại vì guitar điện nó cộng hưởng rất lớn, mọi người buông cái dây vậy nghe nó rất dơ. Thành ra những cái người á mà đầu tiên vào mà họ vào họ chơi guitar điện luôn á, cái tay họ gọn khô à, và họ buông dây, họ bấm rồi tất cả rất là nhẹ nhàng. Thành ra những anh chị mà khi mà mọi người từ guitar thùng chuyển qua guitar điện, mọi người phải bắt đầu làm quen trở lại. Phải làm quen với cái độ nhạy của cây guitar. Nó nhạy hơn cái guitar thùng rất nhiều. Phải làm quen lại với cái cách bấm. Phải làm quen lại với cái cách đánh bằng bít, bằng cái tay phải bên đây như thế nào cho nó gọn gàng. Nó không chạm linh tinh. Vì bất cứ một cái chạm nhẹ nào của mọi người, nó cũng làm cho cái tiếng của nó cộng hưởng vào trong bít cúp và nghe nó rõ trên loa. Đó là lý do. Và cái dây guitar điện rất là sát, rất là nhẹ mọi người. Mọi người nhìn thấy cái dây nè. Đó, nó sát rạc vậy nè. Chứ nó không phải như guitar thùng. Guitar thùng mình á, phải có một cái độ cao nhất định thì tiếng mộc nó mới tốt. Còn guitar điện nó không cần chuyện đó. Nó sát bóng nhẹ là dễ chịu. Thành ra ai mà bị đau tai á, xong vào chơi guitar điện khỏe lắm. Tại vì không thấy nó đau. Rồi, đầu cần là Playtech nè. Ti chỉnh cần nằm phía đầu cần nè. Phím thép và phím gỗ, cái đèn này không có bị mòn nha. Sẽ vệ sinh cái cần lại cho mọi người. Cái kiểu này là cái kiểu mà cái người trước họ chơi cái tai họ đó mọi người. Nó đóng mấy cái đất vô đây nè. Rồi, cái này thì bộ khóa thì em nói luôn ha, cái đàn này bộ khóa đã được thay thế rồi và họ thay thế một cái bộ khóa tốt chất lượng nên mọi người cứ an tâm nha. Rồi, cần thì thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Phía sau nè mọi người có trầy tróc nước sơn một chút số chút xíu ha. Rồi, phía trước thì đẹp, ngon lành, vẫn là bị cúp đôi. Giá em bán cái này là 2.3 triệu nha mọi người. Mời mọi người nghe thử chất âm cái này. Thank you.
Cây Strat rất là mới. Đây là cây cũng là Shelder nha mọi người, nhưng mà cái màu nó màu khác. Màu này là màu xanh bớt, là một trong những cái màu mà rất là đẹp của Fender. Có nhiều người Việt Nam thì họ chê cái màu này, họ nói cái màu gì đâu mà lòe loẹt. Nhưng mà thật ra đây là một cái màu rất là khó sơn mọi người. Cái màu này nó là cái độ chuyển màu giữa ba màu. Tụi em hay gọi vui đây là cây ba màu, màu vàng, màu đỏ và màu đen. Khó sơn cái kiểu này lắm nha. Những anh chị nào mà làm thợ sơn á, mọi người sẽ biết sơn cái kiểu lem lem này thì rất là khó. Rồi, nó là một cây Strat với 3 big cup single, như hồi nãy em đã nói nha, phục vụ tốt cho nhu cầu là học tập và chơi giải trí ở gia đình. Và mọi người có thể sử dụng cây này để chơi lâu dài được, không cần phải đổi những cây khác nha. Vì cơ bản cái việc của nó vẫn đáp ứng tốt được cái chuyện mà mọi người chơi giải trí và học tập. Rồi, Shelder có tùy chỉnh cần đầu cần, bản cần của nó là 42, phím thép và phím gỗ đẹp, không có mòn. Bộ khóa là khóa xin đi theo cây đàn, cần thì thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Cái đàn này rất là mới nha mọi người, mới lắm. Nó mới tới mức độ mà cái siêu của nó còn luôn nè mọi người. Thấy không? Cái siêu nhựa của nó còn nè. Mọi người về gỡ cái này ra mà sử dụng. Còn big cup đồ còn mới, ốc ác đồ còn mới hết. Ngựa đồ rất là đẹp. Giá em bán cây này là 1.900.000 nha mọi người nha. Thì em mời mọi người nghe thử chất âm của cái đàn này.
một cây Les Paul của Photogenic. Dòng này là dòng cần liền, như rất nhiều clip em nói với mọi người, một cây Les Paul cần liền nó có giá trị cao hơn, nó khó làm hơn, chi phí sản xuất của nó cao hơn và chất âm của nó cho ra tốt hơn, nên những cây này nó sẽ mắc hơn những cái cây mà cần ở đây nó có thể ráp được ha. Màu cây này cũng khá là nhung mì, khá là đẹp nè mọi người. Màu cái này nói gì ta, màu bạc đen rồi, nói vậy đi. Đầu cần có thi chỉnh cần, bản cần là 42, phím thép và phím gỗ đẹp hết nha mọi người, đẹp hết. Bộ khóa là khóa zin nè, bộ khóa này rất đẹp, em rất thích bộ khóa này. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Cần thì là cần liền nha mọi người, như hồi nãy em đã nói là ưu điểm cần liền. Ở đây nó có trầy sơn nhẹ nè. Phía trước này mọi người, phía trước này thì ở đây nó có một cái lỗ bị tróc sơn nè. Đó, thì cây này em bán giá 2,5 triệu cũng rất là đẹp, nó cho ra chất âm tốt, cây đàn thì chuẩn chỉ nha mọi người ha. Giá em bán 2,5 triệu thì rất là phù hợp và rất là mềm mà mọi người. Một cây cần liền giờ chỉ có 2,5 triệu thôi. Mọi người nghe thử chất âm cây này nha, cần rất là chuẩn, phím còn dày dặn đồ, rất là đẹp, chất lượng. Mời mọi người nghe thử chất âm đó. Strat của Photogenic mọi người. Thì cây này nó là SSH, một cây đàn vừa có pickup single vừa có pickup hum, rất là phù hợp để mọi người chơi đa thể loại. Đầu cần nó Photogenic nè, có ti chỉnh cần, bản cần của nó là 42, phím thép và phím gỗ của nó không có bị mòn. Bộ khóa là khóa zin, ồ khóa còn đẹp quá. Cần thẳng đẹp, không gãy, không làm lại nha. Cái đàn này thì có màu sơn rất là đẹp mọi người. Ồ, ngon lành nha.
phía trước cũng đẹp luôn. Giá em bán cây này 2 triệu thôi, mọi người nên mua. Thôi mời mọi người nghe thử cây này, giá 2 triệu. Rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương, tin tưởng trong tất cả các clip. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những lần sau. Em là Duy, đến từ Sơn Ca Acoustic.